Tôi quy đề lọc hiện tại tôi có mặt tại nơi bùng lên chết trôi dưới biển và trước mặt tôi đó. Và hiện tại tôi đang đứng ngay trước mặt ở dưới biển và đại sự linh thiêng tiền tài ở đây quay linh thiêng luôn đó. Và ở đây thì ai có lọc lên để mà tại là các chị ở dưới biển chết trôi này rất ẩn ông và đã cho về tiền tài quay rỡ đấy 12-21 đầu miền Bắc miền Nam đó. Và để mà tờ lại các chị ở đây thì ai lọc kệ để mà tờ lại thì tâm linh rất là nổi dây gà ân ngọc không thể biết được điều gì sẽ xảy ra cũng như tại nơi con linh chết rồi này. Và tôi đang đứng ngay bụi cỏ này đó, nơi này đầy sự linh thiêng tiền tài và thành công cũng như là có các gì đang hưởng hữu ở dưới biển rất linh thiêng đó, những vùng linh chết trôi dưới biển này đầy sự linh thiêng ấn ấp luôn. Rồi thì ai đã có lọc ở đây thì ta là các chi gì dưới đây để mà ủng hộ chính đi để mà cũng nhiều miếng bánh tại nơi vùng linh chết trôi này. Đấy, vượt hàng trăm cây số đi đến đây cũng như rất là xa xôi tại nơi vùng linh chết trôi dưới biển này để mà xuống biển đó. Thì quay linh thiêng tiền tài ở chỗ này là chỉ là một màu tối rất là tối rồi. Thì một ngày mới ở nơi vùng đình chết trôi dưới biển này thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và cũng như ở chỗ đây thì có cái gì đây rất ấn ốc luôn, màu trắng trắng này thì tôi rồi có cái màu gì đây giống như miên vải màu trắng, cái miên vải màu trắng rồi thì lọc về quá trời đó. Nhưng thấy không thấy ai trả lời ở nơi vùng linh chết trôi cả. Quay linh thiêng. Thì để tiếp tục thì ngày hôm nay tôi sẽ tiến hành về phía dưới. Có gì cũng nói thôi. Thì tôi sẽ đi vào một phòng. Ở đây thì có cái đầu này. Đây là đầu một cái con giống như một con khủng long. Đấy. Đây là con mắt, cái miệng. Đây là trước đây là cái miệng này. Đó. Rồi. Rất là giống y hệt nhau. Thì ngay đây có cái hang ở phía trong, con bé này có cái hang chung vào. Thằng lằn ở đâu mà kêu ôm sùm. Thì nơi vong linh chết trôi dưới biển đầy sự linh thiêng, các chị ở dưới biển và các vị thần ở dưới biển đó, các cô ở dưới biển và rất là nhiều, cho nên ở dưới này đầy sự linh thiêng tiền tài và cũng như nước là sự tiền tài, cho nên những vong linh chết trôi thì chết oan chết ức rất là linh thiêng, lúc nào không cái gì sẽ thành công cái nấy, thành công lúc nào cũng vậy, ít khi
Thì tôi đang đi dạo một vòng tại nơi dưới biển này, thì đi ra ngoài biển khơi ra sau thì có cái chiếc thuyền đang đang chạy đây đó, có chiếc thuyền đang đánh cá ngồi khơi thì đang chạy. Thì một ngày mới nơi vùng lên chích trôi này, có ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi tại nơi vùng chích trôi dưới biển. Ngày hôm nay trời dưới biển này thì cũng nước hơi cạn đó. Cái gì đây, nước màu điểm thui tụi lùi, trời dưới biển mà sao nước màu trắng bóc từ bờ. Nước gì màu trắng trắng xóa luôn đó. Nơi vùng linh chích trôi dưới biển là những vùng linh chích hòn chích ức cực kỳ linh thiêng. Tôi nghe phía trong nó có điều gì xọt xẹt ở trong. Nghe tim ở phía trong là có gì xọt xẹt ở trong. Rồi, thì ai có lọc ở đây cũng như là các chị dưới biển. Và wow, đầy sự di chuyển này. Nghe tiếng gì sột sẹt. Tôi đi ngang giống như đang hù giỡn vậy. Rồi, trước mặt tôi là biển cả mênh mông bát ngát và đầy sóng gió đó. Và ở trước kia là những chiếc thuyền đang đánh cá, thì ở trước đi biển rất là khổ cực đó, sóng gió như thế này và để mà đi chập chờn đó, ngủ thì té qua té lại đấy, rất là khổ cực. Và nghe tiếng sóng này nó nổi dậy gà luôn. Hiện tại hôm nay thì trời đang sóng gió lại trở lại rồi, sắp sửa chắc cái đấy là trời đang nổi giận và cũng như sóng gió đã đến. Rồi thì để mà dạo một vòng thì tôi đem vào phía bên trong. Rồi trời nắng thì muối đóng muối này đó, ở đây nước mặn đóng muối đó, muối nước mặn đóng thành muối đó, đây là muối của nước biển này, quái trời muối luôn đó, hộp muối này, đây là muối biển thành muối biển rồi. Khô nước nó thành nước muối biển này. Rồi thì ai đang xem chia sẻ và Facebook hoặc kỷ lục như nhập vào lại để mà chia sẻ. Và ở đây thì điều gì sẽ đem đến tại nơi vùng linh chích trôi dưới biển này, đầy linh thiêng tiền tài và đầy nguy hiểm ở đây đó, mỗi bước đi là mỗi bước nguy hiểm đó.
ghi hiểm vị trí này. Đấy, chợt một phát là tiêu chuẩn đời. Mỗi bước đi là mỗi sự nguy hiểm. Rồi, để mà vào một vòng như thế này, qua là ẩn ọc luôn, qua khổ cực luôn. Và trong đây thì cũng có nước, nhưng mà không có cạn, nước rất là nhiều. Rồi, thì nơi này đầy sự linh thiêng, tiền tài. Và đang hưởng hữu, các chị đang hưởng hữu ở đây. Đầy vô linh, vô linh chết trôi. Đấy, vô linh chết trôi rất là nhiều ở dưới biển, chứ không phải là ít. Ở nơi biển cả mênh mông này, thì chỗ kia tôi đang rồi thì có cái bóng gì trắng trắng kìa, nhỏ. Có cái bóng gì đang trắng trắng nổi dày ghè luôn, trong bụi đậm này rất là to, bụi dứa này rất là to luôn. Đấy, rắn đít thì ở phía trong đó. Và tôi đang có mặt tại nơi thường để đặt đồ ở chỗ đây, và đã cho tiền tài quá linh thiêng, quá tiền tài, quá rực rỡ, và đã cho về 12 miền Nam, 12 miền Bắc đầu 21 đấy, 12 21 của ngày hôm qua thì đã cho về tiền tài đầu, nhưng không thấy ai thè lại cả đó. Và ở nơi linh chùa dưới biển này đầy sự linh thiêng, thiên tiền tài. Rồi thì điều gì tâm linh rất ứng ốc thì không thể biết được gì trước, thì tôi sẽ đặt đồ và lên hương cũng như để mà tại lễ. Thì ai có lọc đây để mà tại lễ cái gì chi gì ở dưới biển này. Rồi, thì để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ. Đó, quá linh thiêng, quá tiền tài. Đây là tiền y vàng bạc, tiền y vàng bạc. Đó, tôi sẽ lên điện cho nó đỏ lửa một cái. Ngày mai sóng gió đã đến lại rồi, nghe tiếng gì rộp rộp ở trên chỉ biết. Thì ai đọc đây để mà tôi là đó, tâm linh rất là nổi dây gà. Thì điều gì sẽ đem đến ngày mai, ngày 11 tháng 4, và điều gì sẽ đem đến cũng như có các gì đang hưởng hữu, thì tâm linh rất là nổi dây gà luôn. Rồi, thì bánh trái.
Rồi, ta lọc không ta lọc mà cứ nhắn tin không ra sao cả. Đó. Thì ngày hôm nay cũng đã cho về hiện tại 12:21 đấy. Miền Nam, miền Bắc. Miền Bắc đầu 12:21. Đấy, quay lên tiền. Rồi, sửa bánh trái. Đấy. Thì ai lọc đây để mà tài lại cũng như ủng hộ chuyến đi để mà tài lại các chị ở nơi buôn mình chết trôi đó. Và ở đây đây sẽ lên tiếng này, thì điều gì sẽ đem đến cho ngày mai thì sẽ tôi sẽ lên hương. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và ở đây nơi vùng linh chết trôi đầy linh thiêng này, thì hôm nay bánh trái sữa thì cũng chỉ thấy ai tệ là cả. Và cũng để mua chút bánh trái này để mà tệ là các chị ở đây, và để mà sự tệ là tại nơi vùng linh chết trôi đã cho về tiền tài đó. 12:21 miền Bắc miền Nam và đã cho về tiền tài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng có chút bánh trái sữa tiền vàng bạc này để trả lại chi các đất đai Diên Trạch Thành Vàng Bốn Xứ, Bạch Mã Thái Giám Hoàng Tràm Quốc Lý Thượng Tướng Đất Đai Quyền Trưng Đầu Lộ và chết trôi chết nổi chết bơm chết tạng chết đường chết xé tại nơi thủy sông Hà Lại Động Điện Ấn Lại Thí Mộc và Hà Bá Đại Dương Vua Thí Đại Dương Mộc Triều Đại Dương và Hà Sa Thủy Phủ, các điện thủy cùng trên nguồn dưới biển chính cùng Hà Bá dưới biển chết trôi chết nổi rất linh thiêng đó. Thì để mà tôi trả lời ngày hôm nay đó, để mà có chút bánh trái sữa này thì tâm linh rất là nổi dậy gà đó. Cũng như có các vị đàn hưởng hữu ở đây cho tướng gà này sẽ đứng lên điểm đến tiền tài may mắn tài lộc may mắn. Và có các vị đang chứng giám thì sự trứng gà này sẽ đứng lên đó là điểm đến tiền tài và đang chứng giám cũng như đang hưởng hữu ở đây đó. Nam mô Đà Phật. Thì ngày mai và hiện tại thì tôi sẽ cho trứng gà này để mà hiển linh và để mà chứng giám tại nơi này có các vị đang ở dưới biển chết trôi và đang hiện hữu ở dưới đây, cho nên ai gặp đây để mà trả lời các chi vị dưới biển này đó. Và điều gì sẽ đem đến cho ngày mai và cũng như đang hiện hữu có các chi đang chứng giám thì chứng này sẽ đứng lên. Hôm nay màn hình đấy hơi mờ mờ một tí đó, bụi chích qua trời mũi chích qua khô cực không không
01. Không hai. Không ba. Không bốn. Không năm. Ở phía ngoài thì sóng gió đang nổ ầm ầm, những cơn sóng rất là ghê rợn. Không sáu. Không bảy. Nếu ai trả lời thì các chị đang và điểm đến may mắn tiền tài. 08. 8. Rồi thì cũng đã vừa mới nói thì nếu ai trả lời thì điểm đến may mắn tiền tài thì cũng đã cho dựng đứng rồi đó. Nếu ai trả lời thì điều này sẽ đem đến tài niên vong linh chết trôi dưới biển này. Vừa mới nói dứt câu nói đó thì trứng này đã đứng lên, đó là trứng gián, và có các chi vị đang hư hữu nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm đó đang dữ dội vào ở phía trong, ở phía trong bờ này. Và hiện tại thì 08 và 80 đã cho dựng đứng ngay tại nơi này đó ngày mai. Và ở đây lọc bộ biển số miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì 08 và 80 đó, nhớ cho rõ đấy, 08 và 80 thì đã cho diễn đứng ngày hôm nay. Thì câu nói tôi vừa mới nói, nếu ai trả lời thì đem đến may mắn tiền tài, nhưng ở đây vừa đặt xuống là đã diễn đứng liền đó, về sự tâm linh như thế và đã hiển linh tại này. Gió đang hớt hớt vậy thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này để trả lại các chị dưới biển này và cũng như đang hiện hữu ở đây đó, thì ai lọc đèn để mà trả lại các chi gì dưới chết trôi dưới biển và các chi gì, các cô các cậu ở dưới biển đó rất linh thiêng, thì điều này để đem đến và trứng này là trứng gà, gà sim đó, trứng rất là nhỏ. Và ở đây tôi đang đốt tiền vàng bạc này để mà tài lại các chi gì dưới chết trôi dưới biển này của Alan Thiên. 08 80 đó. Và ở đây đang hiển linh thì tiền vàng bạc này cũng như tạ lời thì ai vào đây để mà tạ lời cái gì dưới biển này, thì điều này tôi vừa mới nói thì đã cho diễn đứng ngay chọc đấy và đã hiển linh như thế đó. Tiền vàng bạc thì đang cháy đây. Tiền này bằng vàng cháy rất là lâu đó, hiện tại thì đã cháy rất là mạnh. Ôi, ngọn lửa tấp tấp rồi đó. Và
đã cho dự đứng ngày hôm nay, nói 08 và 80. Tại nơi vùng linh chích trôi này thì An Lộc để đem lại tài lợi các chị dưới biển này. Đó, tâm linh rất nổi dài ghê luôn. Và câu nói đã hiển linh. Thì ở phía ngoài thì sóng gió rất là mạnh và cũng như đang êm như thế này. Và sóng tấp ầm ầm tại nơi này.